Từng được coi là đối trọng của Chris Aventus, Roza Elizum luôn luôn được cân nhắc trong khoảng tầm tiền với Chris Aventus vì cái mùi hương có phần bám tỏa tốt hơn, cũng như là cái nét sang trọng mà Elizum mang lại. Nhưng đáng tiếc một cái điều rằng Elizum không giữ được phong độ đấy quá lâu. Tất cả những cái điều mà mình vừa nói nó thể hiện ở chai Elizum phiên bản Cologne nhá, không phải bản này nó là một thế giới khác rồi. Bản này kiểu mày chơi một mình đi, không ai chơi được với mày đâu. Đấy là những cái điều mà con Elizum Parfum mày làm được. Và chúng ta cũng đã có thể thấy rằng là Quid Aventus nó đã có bao nhiêu phiên bản Cologne khác nhau. Rất rất nhiều. Còn Eli thì sao? Gần như rằng không có. Có họa chăng thì chúng ta được nghe tới một cái tên đó là Gion của nhà Alexandria. Hay gần đây có nhiều bạn bảo là con Hugo Boss màu trắng này cũng là clone của Elysium. Nhưng tất cả với mình thì không. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chai nước hoa mà mình đánh giá rằng nó giống với Queen Aventus phiên bản Cologne. Thậm chí rằng cái bề độ bám tỏa nó còn nhỉnh hơn cơ. Và cùng nhau tìm hiểu nhá. Đầu tiên thì chúng ta có một cái thiết kế mà các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được là nó có màu xanh khá là giống với chai Rosa Elysium phiên bản Cologne. Và cái phần hoàn thiện về những cái bo góc cạnh của cái phiên bản Elite của Flavia này có vẻ là không được sắc nét và tinh xảo bằng so với con Rosa kia. Tất nhiên là tiền nào thì của nấy rồi. Nhưng mà với mình thì con này thậm chí là còn bị in lệch một tí cái phần thông tin ở cái phần khoanh ô này. Bên cạnh đó thì những cái góc này nó cảm giác nó không được mượt mà cho lắm. Bây giờ các bạn cũng phải biết là con Elysium, kể cả như cái phiên bản mình đang có ở đây, đó là phiên bản Cologne này, nó thật là cái tem đằng sau nếu mà cái nhìn nhé, nó cũng rất là fail. Đó là một cái điều cũng không thể nào hoàn chỉnh được tất cả. Và thêm một cái nữa các bạn cần biết về em này, đó là cái phần nắp. Cái phần nắp này nếu mà các bạn có thể nghe tiếng này, đấy, cảm giác nó không được chắc chắn. Cái phần nhựa ở trong và cái phần kim loại ngoài cảm giác nó có thể nhẹ nhàng kéo được ra. Và khi mà đậy vào thì tôi cũng nói thật là nghe cái tiếng nó hơi kiểu bạo lực một tí. Nên là về cái phần hoàn thiện của em nó thì mình thực sự là mình không đánh giá cao. Còn về cái phần vòi đây, ở mức độ gọi là trung bình thôi. Về phần mùi hương, tôi sẽ có một cái đánh giá nó khá là chi tiết và cụ thể. Vì cá nhân tôi là một người đã từng sở hữu qua Rosa Elysium phiên bản Cologne từ những năm 2019. Và đến cái năm 2020 thì mình đã tự mua cho mình chai nước hoa Rosa Elysium phiên bản Parfum để thay thế con Cologne kia. Nên là mình nghĩ là mình sẽ có một cái góc nhìn nó khá là chi tiết, kỹ và cụ thể về cái mùi hương của cái phiên bản Cologne này. Em này khi các bạn mới xịt ra thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy một cái bay mùi cam chanh làm khá là vừa phải. Các bạn nhận thấy một chút kiểu hơi herbal, kiểu một tí thảo mộc xanh xanh. Nó có phần hơi đắng đến từ của vetiver. Và đây là một cái nét mà mình nhận thấy rằng là nó rất giống với con Rosa Elysium phiên bản Cologne mà nó làm được. Kết hợp cùng với đó khoảng tầm 10-15 phút sau thì các bạn cũng sẽ nhận thấy thêm một cái điều ở em này mà những cái con clone mà mình vừa mới nói ở trên mà mình đã từng thử qua nó không làm được. Đó là nó có một cái nét hơi kiểu ngậy trắng. Tại sao mình lại sử dụng cái từ ngậy trắng? Vì với mình ấy, thì ngoài cái nét ngậy ra thì mùi hương này nó còn tạo nên được một cái màu sắc mà mình có thể hình dung ra khi mà mình xịt em nó. Đó là cái cảm giác một cái màu trắng tinh và mùi hương nó có phần khá là sáng. Cái nét ngậy này nó làm mình liên tưởng một phần nào đó tới chai nước hoa, đó là chai Sejop Mephisto. Và đây cũng là một chai nước hoa rất là hot. Và cái nét này thì nó được khoảng tầm 30-40% so với chai Sejop Mephisto. Đấy là một cái điều đặc biệt mà những con clone mình thấy không thấy làm được. Về sau thì các bạn sẽ nhận thấy là cái tông mùi của vetiver xuyên suốt kết hợp cùng với một chút của long diên hương Ambosan. Tôi nghĩ là ở đây chỉ có lọng Ambosan thôi. Và cái mùi hương này nó làm cho mình có cái xu hướng là ngửi khá là giống. Đặc biệt là sau khoảng tầm 2 tiếng ở trên da thì nó làm mình liên tưởng tới ngay Elysium. Mà nếu như bạn nào side by side hai mùi với nhau thì nó thật là các bạn sẽ rất rất khó để có thể nhận ra được đâu là Eli, mà thậm chí là các bạn còn khen con clone này cơ. Còn nếu như mà các bạn ngửi thoáng qua thì mình khẳng định với các bạn một điều rằng là rất khó để có thể nhận ra. Với một người mà tôi đã ngửi qua Eli clone phiên bản cũ ngày xưa tầm 2019, mà để cả những cái phiên bản
cologne bây giờ và kể cả phiên bản parfum, nói thật là nhận ra nó là một cái điều khá là khó và cần nhiều sự trải nghiệm mới tinh mũi, mà các bạn phải ngồi ở trong căn phòng vào một ngày buổi sáng, các bạn để ý nó từng tí một, từng phút một thì các bạn mới nhận ra sự khác biệt. Thực sự là như vậy. Con Flavia Elite này làm quá tốt luôn. Tiếp tới đó là về phần hiệu năng. Đây là một cái phần mà các bạn cũng sẽ rất là quan tâm, tại vì Rosa Elysium phiên bản cologne trong thời gian gần đây nó cũng bị kém hơn. Đây cũng là một cái điều khiến cho cái chai nước hoa Elysium phiên bản cologne hay là kể cả phiên bản parfum nó có phần bị lu mờ hơn. Tại vì với mình, để một chai nước hoa nó có thể xoán ngôi được một cái đối thủ nào đó, và điển hình ở đây đó là đối trọng Creed Aventus, thì nó phải cần rất nhiều thời gian để chứng minh, và đặc biệt là cần một cái sự ổn định về mùi hương cũng như là độ bám tỏa, thì cái nhà Rosa này nó lại không làm được như vậy. Sau khoảng tầm 1 năm cho đến 2 năm ra mắt thì gần như rằng ở thị trường Việt Nam chúng ta thấy là có những cái sự khác nhau và mùi hương, có nhiều người feedback lại rằng là một chai mua từ đầu năm 2019 và một chai mua tầm giữa năm và cuối năm 2020 thì nó đã bị giảm về cái độ dày mùi và cái độ bám tỏa khá là nhiều. Thế nên là các bạn sẽ thấy một điều là mặc dù đến mùa hè nhưng con Elysium nó vẫn thực sự không quá hot. Đó là một cái điều mà gần như là Rosa chưa có thể duy trì được cái sự ổn định, mặc dù mùi của ông làm thì quá là ok rồi, nguyên liệu tốt, blend quá mượt mà, nhưng mà lại không duy trì được sự ổn định. Đó cũng là một cái sự thiếu hụt để có thể xoán ngôi tượng đài Creed Aventus. Mặc dù Creed Aventus thì ngày càng lên giá và chất lượng thì nó vẫn vậy, nhưng mà tại vì nó đã có một cái sự ổn định cũng như là những cái drama lùm xùm phía sau những rất nhiều những cái câu chuyện mà để cho Creed Aventus nổi tiếng đến tận bây giờ. Thì con này với mình ở trên da nó có độ tỏa hương khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu, kể cả khi các bạn vừa mới xịt các bạn cũng sẽ không nhận thấy nó rõ rệt, nhưng nếu như các bạn làm việc ở trong một cái môi trường hoặc là các bạn gọi là trải nghiệm mùi hương trong môi trường không ồn ào, không bị phân tâm bởi những cái yếu tố khác, thí dụ như kiểu ngoại cảnh hay là thí dụ như kiểu là các bạn bị ảnh hưởng bởi nhiều mùi khác nhau, thì các bạn sẽ thấy Elite của Flavia tỏa lên rất rõ. Và nó không phải là cái kiểu hừng hực hực mà nó sẽ làm kiểu tỏa một cách khéo léo. Thỉnh thoảng các bạn gần hơi đưa nhẹ tay lên là các bạn có thể ngửi thấy. Nhưng mà nếu mà các bạn ra một cái môi trường gọi là rộng hơn, ví dụ trong cái phòng này của mình tầm 10 mét thì mình có thể ngửi thấy ok. Nhưng mà tầm ra đến một cái không gian như kiểu quán cà phê thôi thì gần như là mọi người phải đưa lên, hoặc là mọi người phải gần vào nhau thực sự là trên mức bình thường một tí thì các bạn mới có thể ngửi thấy em nó. Còn về độ lưu hương của em nó thì tôi phải nói là độ lưu hương của em nó rất rất tốt so nó với phiên bản Elite Cologne nhé. Ít nhất là ngang bằng khoảng tầm 6 giờ, 5 đến 6 giờ. Nhiều bạn feedback ở trên TikTok là khoảng tầm 5 tiếng. Còn với da tôi thì được tầm 6 giờ. Còn nếu mà trên áo thì các bạn nhận được khoảng tầm 7 tiếng ở trên da. Đó cũng là cái điều mà một chai nước hoa Rosa Elysium phiên bản Cologne làm được thôi. Thậm chí là nhiều bản nó còn không được đến như vậy. Đó là cái điều mà em này làm được mà mình đánh giá là nó xuất sắc hơn ở cái mảng đó. Còn nếu như mà bạn đang hỏi mình rằng con này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào, thì cái thời tiết mà mình nghĩ rằng là rất phù hợp với Rosa Elysium thì đó chính là cái thời tiết ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên cái phiên bản clone này nó cũng sẽ phù hợp ở trong môi trường thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể hơn nó sẽ là cho các bạn đi làm môi trường văn phòng. Đó là các bạn mặc quần Âu, sơ mi trắng, đơn giản thế thôi. Các bạn đi những đôi loafer hoặc là những đôi Oxford cũng được, rất lịch sự, chỉn chu. Vì với mình, con Rosa Elysium hay kể cả con Flavia Elite này mang tới nó là một cái phong cách nó rất là sạc, có phần hơi sang trọng hơn. Các bạn ngửi thấy rằng là nó có phần nghiêm túc và chỉn chu hơn so với Creed Aventus. Vì Creed Aventus với mình có cảm giác là nó vẫn dễ xài hơn so với em này. Con này thì có lẽ mình chỉ xài vào những đợt dịp là Tết, hay là kiểu mình muốn có nhu cầu mặc sơ mi để gây ấn tượng với một cái phong thái nó chững chạc, nó kiểu gọi là chuyên nghiệp thì mình mới xịt Elite, hay là kiểu có ý định là xịt con Elite của Flavia. Vì thế thì độ tuổi của em nó mình nghĩ cũng phải tầm từ ngoài 22 đến 23 tuổi, các bạn đã ra đi làm thì các bạn mới xịt ok. Còn tất nhiên là nó cũng không có kén ở học sinh sinh viên có xịt được không, nó xịt được, nhưng mà mình có nói rồi đó là nhiều mùi hương thì các bạn hoàn toàn có thể xịt được, kể cả các bạn trẻ hoặc là cả những cái mùi trẻ các bạn già cũng xịt được. Nhưng nhiều khi nó là một cái chiếc áo hơi rộng so với mình. Mình là một cái mắc áo thì mình cũng nên chọn những chiếc áo vừa phải để tránh cái việc là làm hỏng chiếc áo, hoặc là chiếc áo nó
không mang tới cho mình một cái phong cách như mà mình mong muốn. Đấy là cái điều mình cảm nhận ở những cái mùi hương khi mà mình trải nghiệm nhiều hơn. Và bây giờ thì quay lại cái vấn đề con Hugo Boss này và con gọi là Gion của Alexandria. So nó với cái phiên bản này thì như thế nào? Thứ nhất là giá của hai em này thì nó cũng xem nhau. Con Hugo này chắc mình nghĩ là cũng xem với con Flavia vì mình không rõ nắm được giá lắm. Thì với mình, em này nó không lên được cái vai kiểu herbal, kiểu thảo mộc hơi đắng của vetiver. Cái nét của con này nó lên suy chút nhưng mà có phần hơi sharpie. Còn con này thì không lên nhiều như vậy và nó lên được cái vai vetiver mình rất rất thích. Đó là cái sự khác biệt. Em này thì từ đầu đến cuối nó chỉ mờ dần thôi, nó không có sự biến chuyển quá nhiều. Nên con này không xứng đáng được đứng vào cái list là clone của Ellie. Nói thật là bạn nào có nghe được là đây là clone của Ellie thì tôi khuyên là các bạn không cần mua làm gì cả, phí tiền. Đấy là trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi đã thử qua khá nhiều Ellie rồi thì tôi thấy rằng là con Hugo này không ok cho lắm nhá. Còn đối với con Gion của Alexandria thì ngày xưa khi mà năm 2020, tầm giữa năm 2020 mình đã từng được thử con Gion đấy rồi. Với mình, Gion nó sẽ là cái mùi hương mà mình cảm thấy là nó có một cái độ tỏa tốt hơn. Nhưng mà về cái độ dày mùi thì nó lại có cảm giác là mình hụt hẫng hơn so với khi mà mình ngửi về Ellie và kể cả với con này. Nên là với mình thì nếu như mà cái sự bám tỏa tốt của Gion kết hợp cùng với mùi hương của Elite Flavia này, nó sẽ trở thành một cái phiên bản clone quá hoàn hảo của Rosa Elysium. Nhưng mà tiếc rằng là nó không làm được cái điều đấy, chúng ta phải đánh đổi một trong hai thứ. Đấy, ngoại hình thì xấu nhưng mà mùi thì ok. Còn Gion thì giá thì cũng cao, không phải là rẻ và lại còn chai 50ml thì phải. Đó, và mùi hương thì nó cũng không được tới bằng. Là với mình thì con này mình vẫn đánh giá là đến thời điểm hiện tại nó là một trong những chai nước hoa xứng đáng là clone của Quid Aventus. Có thể các bạn xem đến đây các bạn thấy rằng là đây là một cái video khen quá nhiều và liệu thực sự nó có được như vậy không? Thì đây chỉ là đánh giá trên mức độ là clone của Rosa Elysium thôi. Và vẫn một cái câu nói rất là quen thuộc, đó là clone thì chỉ đến được mức như vậy thôi, đừng mong chờ quá nhiều. Chỉ là cái số tiền mình bỏ ra, mình nhận được mùi hương nó có xứng đáng hay không, thì mình chỉ nói một câu rằng mùi hương này xứng đáng với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra. Đơn giản chỉ có thế thôi. Và nếu như ông nào mà đã tranh thủ mua được qua cái nền tảng TikTok mà tôi đã review nhanh thì các ông cũng có thể feedback cái cảm nhận của các ông về con Elite của Flavia ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.